Hello, chào mọi người nha. Hôm nay là ông bố mình đang cúng dường cho mình chuẩn bị đi Đồng Nai. Giờ bác ăn cúng, đọc cúng cho mình theo phong tục tục quán của người Israel. Đây là phong tục cần thiết cho con sắp đi Đồng Nai nha mọi người. Không biết là phong tục khác như thế nào, nhưng mà riêng ở Karongpa Sajiku thì phong tục là đốt một con gà tự chế. Đấy, chuẩn bị bác mình đọc thần chú nha mọi người. Mình chỉ biết cái này. Tôi phải làm cả trong con năm mòn này, thì cần mạng chạy phải trên một ngày xưa của chị Hít Đồng Nai đi. Này chân hồi là dân chữ dân chữ xem cái ông ta phải kể về nè, kể kể về trang nè, trúc năng trúc nè. Đâm một là mò tờ lời khuôn gần, này là dù dân là tâm đoạn, này là trúc năng trúc. Tôi mới biết, này có mạng chạy phải trên nụ rồi có dân chữ xem cái ông ta đâm kể kể về nè, kể kể về trang. Này có eo dân phức, eo dân sang đâm mạ làm tìa kể kể về nè, kể kể về trang. Lại dù lại dân tệ tâm tệ rõ, nà trúc năng trúc nè. Này có mạng chạy tập em, rèm nụ nụ bóng phong bóng tay tập em nằm riêng. Giang chữ mụ chữ chi được tăng viên tăng tục, tăng dưới đào nà có nhị hỏa râm nằm tâm, hỏa râm nằm bịt. Kẻ 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 về nạc kẻ kẻ về lăng, nè chữ chữ tăng ạ kẻ chúi. Nà xung kẻ kẻ về nạc kẻ kẻ về lăng, kẻ chữ 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 kẻ kẻ về lăng. Lại dù lại dân tệ tâm tệ rõ, nà kẻ chữ bà lăng tập tay hỏa râm nằm tâm, hỏa râm nằm bịt. Kẻ 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 về nạc kẻ kẻ về lăng. Em bật bùng bật đang thông trang đục thông trang trường kẹt kẹt về nát kẹt kẹt về lăng đâm mò tới lệch lệch dù lệch dâm lệch dâm tới rồi tôi trên tôi chẳng kẹt 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 về lăng kẹt kẹt về nát này cơ mà giờ dâm phật giờ dâm sang giờ đâm mà làm gì chẳng kẹt 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 về nát kẹt kẹt về lăng này mà em mong giờ cho lộ tụ giờ còn tiền giang lên khi bác mình đọc xong thì là kêu mình qua cầm cái ống uống cho nó hết cái can mà bác đổ cho mình nha mọi người, uống hết can đó mới hoàn thành cúng xong là mình rót ba cái ly rồi đưa cho bố, đưa cho mày, rồi đưa cho bác cúng mình uống xong cái ly đó. Trên đó mới hoàn thành phong tục là như vậy. Không biết là phong tục ở chỗ khác như thế nào. Phong tục rất là yên tĩnh và trật tự. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.